Mình bắt đầu nhé. Nào, bắt đầu từ những từ đầu tiên là từ rất là đơn giản đúng không? Khi mà từ nửa năm đến giờ chúng ta rất là nhiều những cái câu mở đầu nhẹ nhàng để chúng ta nhờ vào hỏi han ai đó một cái gì đó, thì thường là chúng ta rất hay hỏi là chúng ta rất hay mở đầu là sumimasen đúng không ạ, shichiredesu ga, hoặc là có những cái câu mà về sau các bạn lớn lớn hơn một tí, tầm nửa năm nửa bốn ấy, các bạn rất hay nói đó chứ là hazukashidesu ga đúng không. Thế nhưng mà đồng nghĩa với cả hazukashidesu ga còn có một cái câu nó hay hơn, nó sẽ gọi là gì nhỉ, làm cho người ta hiểu rằng là mình rất là ngại đúng không nào, đó là gì các bạn biết không ạ? Zibun de mo, đến chính bản thân tôi đây, đúng chưa nào? To omon desu kara, hoặc là ở đây có một cái từ gì đó điền vào để nói rằng là chính bản thân tôi cũng cảm thấy là như vậy. Thế nhưng mà sukoshi o kane o kashite moraenai daru ka, có nghĩa là bản thân tôi cũng thấy mình thật là như thế, nhưng mà bạn, đúng chưa nào? Bạn này, ở đây nhá, daru ka nó không phải là không cho mượn. Moraenai daru ka không phải là không cho mượn đâu, mà moraenai daru ka ý của người ta rằng là chẳng lẽ đúng không nào, không thể cho tôi mượn một chút tiền hay là sao, đúng chưa? Vì thế cho nên là tôi biết làm sao nhỉ mọi người nhỉ? Nào, đáp án của câu đầu tiên này là cái gì ạ? Tớ biết là bây giờ tớ mà hỏi thì nó hơi kỳ đúng không? Tớ biết là mặt tớ lúc này nó cũng rất là dày, chính bản thân tớ cũng hiểu là như vậy. Nhưng mà bạn không thể cho tớ mượn một chút tiền à? Thế nên đáp án của chúng ta trong câu này nó sẽ là cái gì mọi người nhỉ? Bạn sẽ cho được trên dây đáp án là gì ạ? Trong cái câu này ạ? À? À đúng rồi, đó chính là gì ạ? À? Achikamashi đúng không nào? Ừ, achikamashi ở trong tiếng Nhật chính là sự trơ trẽn, chính là mặt dày đó đúng không? Thì cái câu này nó còn hay hơn cái câu là hazukashi desu ga, tớ biết là rất là xấu hổ, nhưng mà đúng chưa nào? Achikamashi nhá, nó bắt nguồn từ chữ gì ạ? Nếu mà là có Hán tự thì nó sẽ bắt nguồn từ chữ hậu, đúng chưa? Hậu của cái việc là tớ cảm thấy rất là đều ấy, tớ cảm thấy mặt tớ rất là dày, tớ thật là không biết xấu hổ ấy, đúng không nào? Thế nhưng mà lúc này bạn có thể cho tớ mượn một chút tiền không? Ví dụ như là một người, tớ có một cái lời đề nghị rất là đáng xấu hổ trong tiếng Nhật, nó chính là achikamashi irai nhá. Achikamashi irai trong tiếng Nhật chính là đưa ra một cái lời đề nghị rất là đáng xấu hổ ở đây. Ok chưa nào mọi người ơi? Ừ, đúng rồi ạ, mặt dày nhá Hồ Doãn, cảm ơn em. Rồi tiếp tục nào. Vậy thì câu 2 của cô, đáp án của cô, câu 2 trong là gì nhỉ? Majime nakare, đúng chưa nào? Ga damatte gakko yasumu nante, có nghĩa là ồ, anh ấy á, một cái người làm sao nhờ, một cái người chăm chỉ như anh ấy mà damatte là không nói lời nào mà lại nghỉ học, cái kiểu như nghỉ học này hoặc làm một cái gì đấy nó trái với quy định đúng không? Nani koto desu? Nani ka atta no desu ka? Có nghĩa là mình, bởi vì là cái chuyện này nó rất là hiếm xảy ra ấy, thì cho nên là mình đã đoán là có lẽ là có chuyện gì rồi, chắc là có chuyện gì rồi đúng không? Đó. Nào, thế thì lúc này sẽ là gì đây hả mọi người ơi? Anh ta, một cái người chăm chỉ như vậy, damatte mà im thin chít mà lại đi nghỉ học hoặc là làm một cái kiểu nante, là đưa ra một cái kiểu như vậy đúng không? Một cái hành động mà tiêu biểu cho những cái hành động mà không hay giống như vậy. Thế chưa nào? Thế thì đúng là không hay rồi. Thế thì đã chắc là chắn là có chuyện gì xảy ra với anh ấy rồi. Vậy thì này, chúng ta có từ gì nhỉ? Các bạn có nhớ đó là từ gì không? Mà nghỉ học một cách im lìm, một nghỉ học lẳng lặng đúng không nào? Thì đúng là một chuyện làm sao ạ? Cái gì cô tổ nhỉ mọi người? Một chuyện ít xảy ra đúng không nào? Ví dụ như là cỡ cô Hoa chắc nghỉ học thì mọi người cũng không thấy gì ngạc nhiên đâu. Nhưng mà cỡ bạn Phúc này hay là bạn Trường này đúng không? Mà nghỉ học thì mọi người sẽ ngạc nhiên lắm đấy, bởi vì hai bạn này rất là chăm đúng không nào? Vì thế cho nên ở đây sẽ là gì đây ạ? Rồi, nó chính là mare. Mare ở trong tiếng Nhật nhá, nó sẽ bắt nguồn từ chữ kanji, đó chính là chữ hi đúng không nào? Rồi, các bạn còn nhớ bạn hi này không ạ? Được chưa? Rồi, hi nó là sự hiếm có, sự ít xảy ra. Ví dụ như cô nói rằng là ai à, đúng là một sự kiện hiếm có nha, đúng không? Thế thì sẽ là mare na dekigoto, đúng chưa nào? Dekigoto chính là một cái chuyện gì đấy nó rất là hiếm xảy ra ấy, mọi người. Được chưa ạ? Rồi, hoặc là ồ ôi, đây đúng là một cái viên đá hiếm có mà chúng ta tìm thấy, sẽ là gì nhỉ? Ồ, kore wa, đúng không nào? Mare ni mieru ni hoseki. Trời ơi, đúng là một cái viên đá mà tôi rất là hiếm được nhìn thấy á, đúng chưa nào? Rồi, vậy thì cái chuyện mà thằng này nó nghĩ là cái chuyện rất là ít xảy ra luôn. Nó là một tính từ đuôi na nha mọi người. Được chưa nào? Tất nhiên là bạn ý vừa là tính từ đuôi na, mà tính từ đuôi na thì các bạn biết thừa là chính là danh từ mà tính chất, đúng chưa nào? Sự hiếm có, sự hiếm thấy, sự ít khi xảy ra lắm. Nào, tiếp tục nào, xăng băng của cô sẽ là gì nhỉ mọi người? Đáp án ạ, xăng băng là
là gì đây nhỉ? Những cái từ đầu tiên các bạn có đọc được không? Nó là kosaten de, đúng chưa nào? Tochujen nani nani ga tomatte shimatte doshite yoi ka wakaranakatta ne, được chưa nào? Có nghĩa là tự dưng nhá, được chưa nào? Vì đột ngột cái gì đó nó dừng lại ở giữa ngã tư, cho nên là nói thật là bây giờ mình tiến thoái lưỡng nan, mình chả biết phải làm sao cả, đúng không nào? Doshite không biết phải làm sao luôn mọi người, doshite yoi ka, đúng không nào? Không biết phải làm sao cho nó tốt, wakaranakatta, chịu thôi. Mọi người có bấm còi xung quanh thì cũng chả biết làm nào nữa hết, đúng chưa nào? Rồi, ở đây này chúng mình sẽ có gì phân vân không? Phân vân giữa đáp án mấy và đáp án mấy? Đúng rồi, động cơ của cô nó bị sổ đó. Có nhiều bạn bảo là speed độ. Speed độ, sao lại chọn là speed độ nhỉ? Speed độ là tốc độ chứ, đúng không? Cái gì của cô mà ở giữa ngã tư nó bị dừng lại? Nó bị chết chết cái gì đó. Vì thế cho nên là bây giờ cô chả biết cô phải làm gì nữa cả. Mọi người có bấm còi xung quanh thì cô cũng tắc tị thôi, đúng không? Đó là gì nhỉ? Chính là động cơ nhá, sẵn sàng nhìn ấy. Được chưa nào? Nó chính là engine. Được chưa nào? Các bạn có biết brake là gì không? Rất là nhiều bạn kiểu làm về chắc là ô tô hay là cái gì đấy này, rồi hoặc là những cái bạn mà lái xe ấy là chắc sẽ biết từ này, đúng không? Brake ạ. Brake chính là phanh nha mọi người. Được chưa nào? Rồi, mô tả là cái gì? Mô tả quen không? Nghe cái từ này chắc là trong tiếng Việt của chúng ta cũng có dùng luôn đấy mọi người. Nó là cái gì ạ? Mô tả của chúng ta là mô gì? Là motor ấy, đúng không nào? Là cái động cơ ấy, đúng không? Rồi, motor không phải, không phải. Rất là nhiều bạn bảo là cô em có nghe cái từ này quen quen nha, hình như là nó nằm ở trong cái từ motain, motor và motain nó là hoàn toàn khác nhau nhá. Motain nó chính là motel của cái kiểu nhà nghỉ thấp cấp hơn ấy, khách nhà nghỉ á mọi người. Khách sạn thấp tiền hơn á, đúng không? Còn cái motor đơn giản nó chỉ là cái motor thôi. Vậy thì cái gì của cô chết nhỉ? Chính là động cơ của cô chết giữa đường, giữa ngã tư và cô cũng chịu thôi, đúng chưa? Rồi, engine nhé. Rồi tiếp tục nào. Tại vì có một vài bạn ý, về sau đó thì có comment cho cô là cô ơi, đúng không nào, em có nghe từ motain thì nó có phải là cái từ này không? Dạ không nha, motain là motel ạ, nó là một dạng nhà nghỉ ạ. Nào, soko no kaidan no nobotte matsugu ni aruite kurasai. Nào, migi ga wa ở phía bên phải, đúng không nào? Rồi migi ga no sang, sang gì đó không biết, đúng chưa nào? Here des. Ý của bạn này trong cái câu này là cái gì nhỉ mọi người? Câu số 4 ạ. Mày hãy lên cái cầu thang ở đó, rồi sau đấy bạn đi thẳng. Rồi sao nữa nhỉ? Là căn phòng cái gì đó 3 ở phía tay phải hả mọi người? Chúng ta sẽ có là đi thẳng là lên cầu thang, đi thẳng nhá. Rồi sau đấy nhìn được căn phòng gì đó 3 ở bên phải là ok, được chưa nào? Vậy thì chúng ta có. Rồi, cảm ơn Trường. Ừ, các bạn đâu rồi nhỉ? Phúc Nguyễn mọi hôm là giờ này là lên rồi này. Dạ, đúng rồi ạ. Cảm ơn mọi người nha. Số 3 là cái 84 là động cơ mà, đúng không? Đúng rồi, mô tả là động cơ. Nhưng mà tại vì là có một vài bạn ý, các bạn ý cũng hơi hiểu lầm một tí thì mình giải thích nha, Trường Giang. Dạ, đúng rồi, đáp án của cô chính là số 2. Được chưa nào? Số 2 của cô ở đây nó chính là băng chi. Băng chi là địa chỉ này, số nhà này, số hiệu của khu dân cư này, số hiệu của phòng này. Được chưa nào? Nó nằm ở trong phiên địa. Ok chưa? Ví dụ như là số nhà của cô, thực ra là nhiều bạn bảo là số nhà nó ký hiệu bằng cái từ go cơ mà cô, đúng không nào? Thế nhưng mà cái từ go ấy nó chỉ đơn giản là cái số thôi em ạ nhá, chứ không hẳn là số nhà đâu. Được chưa nào? Các bạn còn nhớ bạn bạn go không? Để cô viết lại cho đẹp tính của cô, hoặc cô Hoàng mà viết ẩu thì xấu lắm. Được chưa nào? Nó chính là số bạn đằng trước của đằng các bạn điền, ví dụ như 503 xong rồi các bạn điền cái go này, đúng không? Nhưng mà thực ra băng chi nó cũng chính là số hiệu số nhà nha mọi người. Được chưa ạ? Ở đây thì chúng ta nên chọn bạn ý ạ, thì chính là băng chi. Ok chưa? Nào, go băng của cô là gì đây? Nếu các bạn có những từ nào các bạn không biết nha. À, osuke, có bạn số 4, bạn Nguyệt Nguyễn nè, bạn bị nhầm một chút đúng không? Hay là bạn đang comment đáp án nào đó? Vì là số 4 ở trong câu số 4 ý. Hay là bạn đang hỏi cô là số câu số 4 và bạn chưa kịp đánh Hà Nguyễn Nguyễn. Cái từ số 4 nhá, nếu mà em nhầm nhá thì cô xin được phép được giải thích ạ. Cái từ số 4 này nó bắt nguồn từ hai chữ gì đây nhỉ? Và liệu nó có trong tiếng Nhật không nhỉ? Nó nằm ở trong chữ đăng của kadang này, danme, đúng không nào? Rồi ạ.
Giờ đam mê ở trong tiếng Nhật ý thì thực ra là nó sẽ không viết như thế này, mà nó sẽ viết hoặc đan mên thì nó sẽ viết bằng một cái từ khác cơ, nó làm cái mặt cắt đúng không, bị nhầm một chút à. Rồi tiếp tục nào, số 5 ạ. Gô băng của cô là gì nhỉ? Kai sa no party ni. Kai sa no party là một cái bữa tiệc của công ty nhá. Thì thỉnh thoảng công ty mình có cái dịp gì đó thì lại tổ chức như này đúng không? Sankashimasu ka to tazune tara. Ok, rồi trời ơi, bạn ấy không viết kanji gì cả, thấy không? Có những cái bạn bảo là tớ chỉ muốn là không có kanji trên cuộc đời này, nhưng các bạn nhìn thấy cả cái đoạn này mà không có kanji, các bạn đọc ngắt mệt đâu. Sankashimasu ka, đúng không nào? Xong rồi là to tazune tara. Rồi kare wa kubi. Kubi là cái cổ, nhưng mà chưa chắc ở đây nghĩa là của nó là cái cổ đâu, đúng không nào? O yoko ni. Rồi ở đây bạn ý đang nói về việc là gì nhỉ? Khi mà hỏi là khi mà bị hỏi ý, là liệu này, đây là ngữ pháp của N4 này, liệu mày có tham gia bữa tiệc không? Đúng chưa nào? Thì anh ấy đã cái gì đó, cái đầu của anh ấy sang hai bên, thì chứng tỏ là anh ấy đã làm sao? Lắc đầu nguầy nguậy. Đúng chưa nào? Ý là không trên không nói gì, nhưng mà nói chung là cái hành động này là chúng ta hiểu rằng là anh ấy không rồi. Đúng chưa nào? Anh ấy từ chối á mọi người, nó là từ gì nhỉ? Mà chúng ta có cái từ thực ra là bị nhá, nếu mà chúng ta chia nó là dạng bị động đúng không, thì cái từ này nó là furare. Furare ở trong tiếng Nhật nó là bị đá, bị đá đít ý, các bạn hiểu không? Ví dụ như là cô nói rằng là tôi bị cô ấy đá mất rồi là hiểu ngay là bị người yêu chia tay rồi, thì lúc này sẽ là kanozoni burare chatta, đúng không? Các bạn hay có hay nói về cái câu đấy với các bạn bạn nếu mà chẳng may bị đá, hay là ở đây toàn những kiểu anh hùng hào kiệt chưa bao giờ bị đá bao giờ, đúng không nào? Thì thôi, thế là mình nghe cái câu này cho nó quen, để về sau lỡ chẳng may thì mình còn ấy nhá, mình còn dùng, đúng không nào? Rồi nó chính là phư nhá. Ừ, nó chính là phư rự, đúng không nào? Phư nó không là puri phư rự, đúng chưa nào? Nó không có tên tên đâu, nó có phải là bư đâu, mà đọc nó là bư vậy hả hả văn thương. Đúng chưa nào? Đáp án của cô, đáp án chính là số 3 của tạ, đúng chưa nào? Bất tạ, tại vì nó nằm trong puri puru, đúng chưa nào? Rồi free puru là khi hỏi là có tham gia bữa tiệc không thì anh ấy đã tớ không tham gia đâu, đúng không nào? Gần như thế ạ, chính là lắc đầu ngoài ngoại. Bị đá đấy, bị từ chối cũng có cái nghĩa này nhá, các bạn chỉ cần chia nó thành bị động là xong, furare là được rồi, được chưa nào? Rồi ạ, ngu nguẩy, đúng không nào? Còn cái từ này nếu mà nó thêm đuôi động từ shimasu vào ấy mọi người ấy, được chưa ạ? Các bạn có hay cho nó động từ shimasu vào theo cái kiểu gọi là furisuru không? Furisuru nó là tỏ ra cái vẻ hoặc giả vờ ấy, đúng không? Giả vờ như là thân thiện á, để lừa gạt người khác ấy. Thế lúc này sẽ là shinsetsu naburi. Shinsetsu naburi o shite hito damasu. Ý là giả vờ thân thiện để lừa người ta á, đúng không nào? Rồi tiếp tục nào, câu số 6 của cô là gì nhỉ? Kono yasai de, yasai wa đúng chưa nào, là cái loại rau này này, thì làm sao nhỉ? Nama. Rồi ạ, nama ở trong tiếng Nhật nó là sao? Ăn tươi, ăn sống đúng không nào, ăn kiểu như là chưa qua chế biến nhiệt đúng không nào? Nama de taberu yori nani nani tabeta hou ga oishii desho. Ý của cái bạn này rằng là cái loại rau này này đúng không nào, thì bạn ấy yori thì đi đâu nó cũng thua nhá, bạn ấy ăn sống là bạn ấy không có ngon, bằng cái việc là chúng ta làm gì bạn lên ạ à, mọi người. Rồi, bạn ấy làm cái bạn ấy được như qua cái gì đó thì nó sẽ ngon hơn là ăn ăn trực tiếp. Vậy thì a à, đúng rồi, đó chính là luộc lên, đúng chưa nào? Luộc nó lên nào. Đúng rồi ạ. À, Quy Nguyễn Sàng nhá, Văn Thương, Trang Thu, Trần Mai, viên đá nhỏ. Y đấy nhé. Đó chính là jiu de tệ, đúng chưa nào? Luộc lên đi, ngon hơn hẳn đấy, là ăn thẳng đấy, được chưa nào? Ê, có những cái loại rau mà kiểu mình từ trước đây mình toàn ăn sống kiểu như vậy, nhà mình gọi là ăn sống nhưng thực ra là nhà người ta là ăn không qua chế biến đúng không, ăn không qua chế biến nhiệt thôi thì gọi là nama. Thế nhưng mà nhiều khi là tự dưng đến một ngày mẹ mình xào hay nấu nó lên mình thấy nó ngon hơn hẳn đúng không nào. Tiếp tục nào, nana băng. Nana băng của cô sẽ là gì đây ạ? Ryoshin ni chấm 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 sodatsu to otona ninatte kara honnin ga kurosuru koto ninaru. Ý của bạn này nói rằng là nếu mà nhá, ở đây bạn ý đang nói rằng là nếu mà lớn lên mà được bố mẹ nào đó, được bố mẹ nuôi dạy theo cái kiểu như nào đó, thì khi mà chúng ta trở thành người lớn ấy, đúng không nào, thì chúng ta sẽ khó lắm đấy, chúng ta sẽ khổ lắm đấy.
Tại vì là đời nó không không có như vậy đâu. Đời nó sẽ không làm cái hành động giống như bố mẹ làm với chúng ta đâu, đúng không? Thế thì đáp án ở đây chính là số mấy nhỉ? Đáp án của chúng ta ở đây sẽ là số mấy nha? Cảm ơn Nguyễn Nguyễn nhá. Đã. Yes, nè. Cảm ơn Nguyễn Nguyễn đã dịch hộ cô ạ. Rồi nào, ý của bạn này trong cái câu này là nếu mà được bố mẹ nuôi dạy theo cái kiểu như này thì khi lớn lên thì không ổn đâu, đúng chưa nào? Sẽ gặp khó khăn đấy, đời nó vùi dập cho đấy, đúng chưa? Tại vì là chúng ta được làm sao nhỉ, được nuông chiều của đáp án số 2, Trang Thu Y đấy này, cảm ơn em ạ. Rồi ạ, nuông chiều nhá. Nếu mà cứ được bố mẹ nuông chiều như thế thì chết, đúng không nào? Rồi, nó chính là amayakasarete, được bị, đúng không nào? Bố mẹ nuông chiều. Ok chưa? Thì lớn lên là xong rồi. Vậy thì nào, cái từ này là một trong những cái từ mà có rất nhiều bạn kiểu 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 ayamakaste, đúng không nào? Rồi là sodateru. Nó là một cụm nhá mọi người. Đấy chưa nào? Là nuôi dạy theo kiểu gọi là chiều chuộng thái quá, đúng chưa? Hoặc là nếu mà các bạn nào không thích cho cái từ sodateru ở đằng sau thì các bạn có thể nói nó là amaya kasu, đúng chưa nào? Chiều chuộng nuông chiều lắm, đúng chưa? Rồi, ví dụ như là gần đây có rất là nhiều người bố người mẹ thì nuông chiều con cái, người ta nói như là nhỉ, saikin kodomo o ayamakasu oya ga oi desu ne, kiểu như vậy nhé. Rồi tiếp tục nào, hachibang là gì đấy? Đó, hachibang của cô nào, nó sẽ là gì nhỉ? Đó, cô vừa mới nói từ saikin ở trong cái câu trên xong đúng không? Và bạn ấy gặp ngay ở dưới này. Saikin no depato wa kaimono kiyaku ni kite morau to iroiro nani nani shiteru. Nào, bạn ấy đang nói về việc là cái trung tâm thương mại này, đúng không nào? Cái trung tâm thương mại dạo gần đây ấy, thì đang rất là gì đó để nhận được, đúng không nào, để được khách kích cầu mua sắm ấy, được nhiều khách hàng để mua sắm hơn. Vậy thì họ đã bỏ rất là nhiều công gì nhỉ, công sức, họ rất là lao tâm khổ tứ đúng không, cho cái việc là kích cầu mua sắm của khách hàng. Vậy thì lúc này nó sẽ là gì hả mọi người ơi? Hachibang của cô ạ, à, theo các bạn đáp án sẽ là số mấy? À, bắt đầu xuất hiện một vài cái đáp án khác nhau rồi. Nào, ở đây nhá, thực ra là để khách hàng đến nhiều hơn thì họ có đáng thương không? Họ có. Rồi bắt đầu này, vậy thì cô xin phép được giải thích cả bốn đáp án nhé, bởi vì là trong cái câu này các bạn mỗi người một đi theo một hướng khác nhau ạ. Ở lớp mình được cái là mỗi người nhìn về một hướng khác nhau. Nào, kuzo là, nếu ở đáp án một nhá, kuzo nó là cái lời than gì đây ạ? Cái lời than phiền, đúng không? Cái lời kêu ca, cái lời than phiền thì lúc này sẽ là kuzo yu giật tắt, đúng không nào? Mà các bạn hãy đọc nó là giật á, thì nó chính là cái lời than phiền, lời kêu ca nhé mọi người, được chưa? Rồi số 2 của cô sẽ là cái gì nhỉ? Hay là cứ dô này nó có thể rơi vào cả cái từ khiếu nại, đúng không nào? Từ số 2 của cô sẽ là cân đen. Cân đen là huấn luyện này, dạy bảo này, đúng không? Luyện tập ấy, được chưa nào? Kiểu như vậy. Nào, số 3. Có bạn chọn số 3 luôn, đúng không? Là 8 của cô, thậm chí là có Trang, là Trang Trang chọn số 3, đúng không? Tất nhiên rồi, phần lớn các bạn chọn số 4. Nào, mình đang giải thích từng câu một, tại có rất là nhiều bạn, đúng không nào? Cứ chữ là chua xót, là đau đớn, đau khổ, thống khổ ấy, đúng không? Ví dụ như là chúng ta có cái câu là nỗi thống khổ của người dân, nó chính là cục cư min no cứ chữ, được chưa nào? Hay người ta nói là đau đớn không thể nói lên lời. Ôi dồi, các bạn có biết cái câu đấy không? Bị người yêu chia tay đau đớn thì nói lên lời nào. Thế lúc này sẽ là gì nhỉ? Yu ni. Yu ni á, đúng không nào? Ienai kuchu. Được chưa? Ôi dồi, đấy, thấy chưa? Cô Doa diễn giỏi không? Có nghĩa là đau đớn không thể nói lên lời. Hay là gì nhỉ? Các bạn, tại vì các bạn rất là thích nói về tình yêu đúng không? Đấy, cô Hoa cũng sẽ nói về tình yêu cho bạn xem. Ví dụ như là tình yêu là nỗi cay đắng ngọt ngào. Ôi trời ơi, người ta sẽ không dùng mấy cái từ mà các bạn biết đâu. Người ta sẽ dùng số 3, có nghĩa là côi quá, đúng không nào? Côi là tình yêu á, đúng không nào? Kanbina cư chữ, có nghĩa là tình yêu là cái sự cay đắng ngọt ngào, đúng không? Nỗi đau ngọt ngào. Ok chưa? Vậy thì đáp án chắc chắn là số 4. Được chưa nào? Rồi ạ, à, thấy chưa, học cô Hoa tự dưng lại thêm được một đống từ, đúng không nào? Nhiều từ lắm ấy. Đúng rồi, chính xác, đáp án chính là số 4. Vậy thì số 4 rồi à? Vâng ạ. À.
Gợi ý đến thế thì mình nói là số 4 rồi đúng không nào? Đó chính là kushin. Kushin là gì nhỉ? Sự lao tâm khổ tứ. Họ sẽ bỏ rất là nhiều công sức ra để có thể gọi là lôi kéo khách hàng này, hoặc đưa ra những chương trình khuyến mại để khách hàng đến với họ càng nhiều càng tốt, đúng không nào? Vì chúng ta phải ghi nhận nó chứ. Vậy thì khi người ta nói rằng là tôi đã thấy được sự lao tâm khổ tứ của anh hay là của các bạn, thì người ta sẽ nói rằng là gì ạ? Kushin no ato ga mieru nhá mọi người. Có nghĩa là ghi nhận cái sự lao tâm khổ tứ của người khác, của người đó ấy mọi người. Được chưa nào? Rồi thì chúng ta sẽ nói như vậy nhá. Ok. Vậy thì là số 4 rồi đúng không? Rồi. Nào, tiếp theo nào. Câu 9 nhá. Đó, nếu mà các bạn không hiểu bất cứ một cái đáp án nào thì các bạn nhớ phải nói cho cô, và các bạn muốn cô giải đáp đáp án nào thì các bạn nói nhá, thì cô sẵn sàng giải đáp cho các bạn. Chứ tại vì là sao, các bạn biết đó, cái thời hạn livestream của chúng ta nó rất là hạn chế, và mỗi ngày thì cô muốn là các bạn học từ nào các bạn phải biết cách dùng cái từ đó, học được càng nhiều những cái câu ngoài lề càng hay, đúng chưa nào? Đấy, tiếp tục nhá, câu 9 của chúng ta nào, đáp án 9 là gì nào, chúng mình cùng đọc nhé, cố gắng đọc cùng cô nào. Đó là この時間はどういうわけか電話に何々が入ってきて聞きづらい。Được chưa nào? Rồi, bạn số 9 này của chúng ta sẽ dịch bạn ý là thời gian này. Đúng chưa? Không biết là vì lý do gì mà có rất là nhiều những cái gì đó vào trong điện thoại, cho nên là tôi sẽ cảm thấy rất là khó nghe. Được chưa nào? Kiki Zurai là khó nghe kinh khủng khiếp luôn. Vậy thì, ai da, đoán của chúng ta sẽ là tạp âm. Rồi, phần lớn các bạn đều ok đúng chưa nào? Trang Thu này, Minh Đức này, Tadashi desu ne, Bùi Trường ấy giờ Ánh Dương đấy. Rồi, cảm ơn mọi người. Đáp án chính là tạp âm. Không biết tại sao dạo gần đây điện thoại của tao nghe toàn có rất là nhiều tạp âm. Thế cho nên là tao không thể nghe nổi, đúng chưa? Đó chính là ghi dương. Đúng chưa nào? Ghi dương ở trong tiếng Nhật nó chính là tạp âm nhá. Cái chữ này nó nằm trong chữ tạp này. Đúng chưa nào? Và đây chính là chữ âm này. Ok. Nào, tiếp tục nhá. Câu số 10 nè. Câu số 10 nè. Rồi, cố gắng trả lời, thỉnh thoảng giả vờ trả lời sai cái thì còn có thể, với cả nếu mà bạn nào biết những đáp án còn lại thì cố gắng comment lên để cho những bạn khác còn học nhá. Nào, この調査費用は大事なので、mình đang học chung học nhóm với nhau mà đúng không? Nani nani ni shite okutte kudasai. Ý của cái câu số 10 của chúng ta là vì cái bảng khảo sát này, bảng điều tra câu hỏi này nó rất là quan trọng. Thế cho nên là hãy gửi nó với dạng gì đó đi. Nó quan trọng lắm đúng không? Là nó quyết định cả cái việc là sản phẩm mới đã ra làm sao, như thế nào, rồi có đôi khi đối thủ nó sẽ đọc được thì nó cũng không hay. Vì thế cho nên là hãy làm ơn gửi theo đường. À, số 10 đã có bạn chọn đáp án số 4. Nào, ở đáp án số 4 của cô nhá, nó có phải là một hình thức gửi không? Ở bên Nhật có cái hình thức nào gọi là Kyuko không? Kyuko là một loại tàu hoặc là một cái hành động. Ví dụ như tàu Kyuko chính là tàu tốc gì ạ? Tàu tốc hành nhá, nó gần giống như tàu Bắc Nam của nhà mình đúng không? Được chưa ạ? Như bạn nào mà ví dụ nhà ở ngoại thành là phải đi Kyuko đi làm đó đúng không nào? Rồi Kyuko suru là đi vội đi vàng á, vội vội vàng vàng, đi nhanh được cái chỗ đó đi. Là bởi vì là cô bảo rằng là đến cái giờ làm của cô rồi, thế cho nên là cô cần phải Kyuko suru đúng không nào? À, game bản đi Kyuko suru, cô cần phải đến cái chỗ đó. Nào, đúng không ạ? Vì thế cho nên kêu cô không phải là một hình thức gửi nhá. Tôi xin phép được từ chối câu trả lời số 4. y nè. Rồi Mai rằng đúng rồi, đáp án của chúng ta phải là số 1 chứ. Đúng rồi ạ, nó chính là hình thức gửi đảm bảo hộ cô. Đúng không? Kakitome là thư gửi hoặc là gửi tới hình thức đảm bảo này. Đúng chưa nào? Chính xác, nó chính là kakitome nhá. Nào, tiếp tục. Cảm ơn em trợ lý của cô đúng không bạn nào? Bạn gì nhỉ? Vừa mới, đúng rồi ạ. À, Nguyệt Nguyễn, hôm nay có một bạn rất là giỏi này, bạn Nguyệt đúng không? Rồi tiếp tục nào, sang đến số 11. Sang đến số 11 nào, có cao, cô có cảm giác bạn ấy rất là chắc các mọi người nào. Yêu chi băng của cô sẽ là gì đây, chúng mình cùng đọc nhá. Rồi ạ. À, nào, câu đầu tiên ở đây sẽ là con độ nó ghi chô. Ghi chô ở đây là gì nhỉ? Ghi chô quá, ghi chô là cái người tốt và người đứng đầu của mình á, đúng không nào? Nani nani nan desu mo kimete shimau no de totemo, làm sao đấy? Chú ý cái này. So nè, ý của bạn ấy đang nói về việc rằng là vì là ông chủ tịch ý, đúng không nào?
Hiện nay thì ông ấy đã làm xa rồi, quyết định mất rồi, bất cứ điều gì, cho nên là hoàn toàn không thể nào mà theo được, đúng chưa nào? Rồi chúng mình sẽ có từ gì mà mình nên điền vào đây nhỉ mọi người? Từ này khó không? Ông ấy rất là gì mà không ai có thể nói được, cũng không ai có quyền được nói vào, không ai có quyền được cãi ông ấy, không ai được có quyền gì hết ạ. Cái ngài này ạ, ngài ghi chô của chúng ta, ngài chủ tịch của chúng ta rất là gì? Nào, dưới chi băng của cô nào, đáp án số mấy nhỉ? Thế Vinh ơi, mình đang nói câu 10 hay câu 11, chịu khó ghi cho cô thêm số câu ở trên nhé, bởi vì nhiều khi comment nó sẽ bị nhảy chậm một chút ý. Thế cho nên là cô sẽ hiểu lầm ạ, là em đang trả lời câu dạ đúng rồi, cảm ơn em. Ủa một kia đi. À rồi cô sẽ giải thích vậy thì ôi nhiều bạn trả lời mỗi bạn một hướng thế này, bọn thì bạn thì ba, bạn thì bốn, và phần lớn các bạn bị phân vân giữa hai bạn này đúng không? Nào, catenary ở trong tiếng Nhật nó chính là sự chuyên quyền, sự độc đoán. Ông ấy hoàn toàn là người tao luôn đúng, đúng không nào? Tất cả những gì tôi nghĩ là đúng và các bạn sẽ phải theo tôi, đúng chưa? Còn Omokiri của số 4 thì sao nhỉ? Bạn số 3 là như vậy, còn bạn số 4 của chúng ta là nào? Các bạn có nhớ Omokiri là cái gì không? Omokiri ở trong tiếng Nhật nó là cái gì ạ? Cho những bạn vừa trả lời đáp án số 4 nào, nói nào. Omokiri ạ. Rồi, nó đúng rồi ạ. Số 3 của chúng ta là ông ấy cứng đầu đúng không? Ông ấy tự ý lắm, ông độc đoán lắm, chính xác ạ. Nhưng mà còn số 4 ạ. Omokiri đúng không nào? Có rất là nhiều bạn có bảo là hình như em nhớ là có cái từ Omokiri đúng chưa? Thế thì Omokiri của cô ở trong tiếng Nhật nó là cái gì? Hoặc là Omokiri cũng được. Omokiri nó chính là sự quyết tâm, sự dứt khoát nha mọi người. Ví dụ như là dáng sức cố gắng này, vận động này này nọ đúng không nào? Hết mình hết cỡ. Ủa? Thế thì tại sao không hết mình với mình như vậy mà mình không được cãi ông ấy, mình không có quyền được nói ra tiếng nói của mình vậy? Thế thì chứng tỏ ở đây là sao? Chứng tỏ ở đây là ông ấy rất là độc đoán, đúng không nào? Ông chỉ muốn mình thôi. Rồi chơi hết mình làm hết sức, chính xác nhá Vinh Sáng. Nên là đáp án số 4 không thể nào là Omokiri được, đúng chưa? Rồi nhá. Rồi đáp tiếp theo là câu 12, Unibank của cô sẽ là gì ạ? Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Nào, tiếp theo nào, câu 12 của cô sẽ là gì đấy? Cứ cô để đen vào stereo mà nhỉ, hoặc là ai đà nhỉ cũng được đúng không? Rất nhiều bạn bảo là cô ấy đọc cái này mai ai đà, mai à đào, đoạn này đều ok. À nào, ở đây sẽ là gì nhỉ? Ashimoto ni oita omiyage o nani nani nusumareta. Ý của bạn này đang nói ở trong cái câu này là trong lúc mà tôi đang gọi điện thoại ở sân bay ấy, thì đã làm sao nhỉ? Toàn bộ quà tôi để ở dưới chân của tôi thì đã bị làm sao mất rồi, đã bị người ta gì mất rồi. Ví dụ như là mình đang đứng ở sân bay, mình gọi điện, thế là mình không tiện, mình để luôn quà rồi hành lý các thứ ở dưới chân đúng không? Mà tất nhiên là khi mình ta gọi điện thoại, mà những cái cuộc điện thoại nó quan trọng hoặc là những cái cuộc điện thoại mà đang buôn ý, thì người ta hay mất tập trung một chút, đúng rồi ạ. Vì thế cho nên là rất là nhiều bạn bị ăn trộm. Đáp án số 1 à, Bùi Trường, đáp án số 1 là Bactari à, thật không? Nào lại tiếp tục phân tích nhá. Rồi cảm ơn các bạn vì đã trả lời sai một chút để cô có thể kiểu như là chỉnh lại cho các bạn đúng không nào? Battery là bị đổ. Được chưa nào? Nhưng mà toàn bộ ở dưới chân của tôi, những cái món quà ở dưới chân của tôi nó đã bị đổ. Uỳnh một cái à? Đổ dầm một cái à? Rơi phịch một cái à? Được chưa nào? Ủa có đúng không? Đây là nhiều bạn bảo là cái này cũng đúng mà cô đúng không nào? Rồi ạ, nhưng mà nếu mà như thế thì nó có cái nusu mareta ở đằng sau không? Nếu như thế thì nó có cái nusu mareta của cái việc là mất trộm ở đằng sau không? Được chưa nào? Vậy thì nó sẽ phải làm sao hả mọi người? Mất trộm mà tại sao lại mất trộm mà lại còn đồ ùn vậy? Thế thì phải là tất cả đồ của tôi nó đã bị mất trộm này. Thế tại sao lại đồ ùn xong mất trộm vậy? Của số 1 là battery vậy. Với battery nếu nhá. Nếu bạn ý có bảo là nhưng mà cô ơi, nó là phó từ cơ, đúng không nào? Phó từ của bạn này nếu là battery thì nó sẽ giống như là battery jogi, các bạn có nhớ không? Ừ. Nó giống như là cái kiểu của bạn
cái cảm giác của cái batari shogi á, cái batari shogi là một cái từ giống như kiểu như là cái chúng ta sẽ quỳ này, hoặc là chúng ta sẽ gấp những cái, có nghĩa là một phong tục đúng không nào, hoặc một cái lễ nghi ở trước cái những cái nơi mà chúng ta cần phải làm những cái lễ nghi như vậy. Nào, vậy thì chỉ có thể là sokuri của toàn bộ của tất gì, tất cả đồ tôi để dưới chân đã biến mất theo thằng ăn trộm rồi thôi, của đáp án số mấy nhỉ mọi người ơi? Của đáp án số mấy hả mọi người? Chính xác là đáp án số số 2 cơ, đúng chưa nào? Nó phải là đáp án số 2 chứ. Ok chưa? Trời ơi, nhiều bạn bị lừa cái câu này ghê á. Thương. Được chưa nào? Các bạn không nhận ra đúng không? Rồi ạ, tiếp tục nhá. Tại cái battery nó hay xuất hiện ở trong những cái lễ nghi của Nhật hơn. À, cái từ gusen là đúng rồi, cái từ đấy nó cũng có thể là đột ngột đúng không nào? Rồi ok Trần Mai nhé, Batari với cả Gzen nó gần gần giống nhau, bởi vì là nó có một cái nghĩa nó giống như kiểu của sự đột nhiên, ngẫu nhiên, bất ngờ á, đúng chưa nào? Ví dụ như tình cờ phát hiện ra gì đó đúng không, chúng ta hay dùng là gì nhỉ, Gzen gì cô phát hiện ra cái accessory gì đó đúng không nào, Haken Sư chẳng hạn, đúng chưa? Rồi ạ, hay là gì nhỉ, tớ nói xong chẳng may lọt cái lời đó vào tai ai đó đúng không, thì chúng ta có thể dùng Batari cũng được, mà chúng ta dùng Gzen cũng được. Cảm ơn em. Đến cái anh ấy Kareno Mimio hay được đúng không nào? Ok nhá. Chứ còn ở đây phải là gì nhỉ? Toàn bộ của Sokri chứ. Đã bị lấy mất tiêu chứ. Đúng không nào? Rồi Yu Sang Bang của cô là cái gì đấy? Còn các bạn còn bị phân vân không? Đấy, hôm nay đã vừa sức hơn chưa? Hôm nay đã vừa sức hơn nhiều chưa? Rồi ạ. À, nhiều bạn kiểu như là hôm trước bảo là ôi dồi ôi cô ơi sao cô để cô dễ thế đúng không nào, cô bảo là bởi vì là lâu lắm rồi cô qua mới lai lại đúng không, nên là cô đang với cả thời gian vừa rồi là cái thời gian các bạn còn có thể là hơi bị đề lừng một chút, thế nên là cô qua sẽ cho các bạn để vừa sức để các bạn khởi động lại thôi, chạy rốt đa lại tí thôi, bây giờ đã đề hôm nay đỡ hơn rồi đúng không, có người sai là đỡ hơn rồi đấy nào. Uchi hoặc Ie cũng được nó. Làm sao đây nhỉ? Ở đây chúng mình sẽ đọc bạn này là Takaramono. Được chưa nào? Takaramono nanode urenai to iwareru to naninan ni sore ga hoshiku natte shimau. Ý của cái câu số 3 này. Cái từ này xuất hiện khi nãy một lần rồi đấy nhá mọi người. Thế là bị nói là rồi chắc cái này không bán được đâu, đúng không nào? Không thể bán được, không thể bán vì nó là đồ vật của gia đình chẳng hạn ý. Ví dụ như là khi mà ai đấy nói là đừng có bán nhá, nó là đồ quý giá của gia đình để lại đấy, người ta gọi là gì nhỉ, đồ gia truyền đúng không đấy, thì mình cái thôi thúc của mình ý, thì người ta lại càng muốn có nó hơn đúng chưa nào, đó kiểu như vậy. Đương nhiên rồi, cái căn phòng mà người ta bảo đừng có vào thì đương nhiên sẽ là cái căn phòng mà ai cũng muốn vào đầu tiên đúng không, bạn có để ý không, thà không nói gì còn hơn đúng chưa nào, người ta rất là muốn, người ta rất rất là mong muốn có cái đó. Vậy thì nào, thế mà nói là không thể bán được nó vì nó là báu vật của gia đình chẳng hạn ấy đúng không, thì lại càng trở nên là muốn nó muốn 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 có nó hơn chẳng hạn. Thế thì lúc này của cô sẽ bán sẽ là ở đây sẽ là gì nhỉ, số 13 là gì nhỉ? Không phải là lén lút đâu nhá Tiểu Vũ. À không phải Tiểu Vũ hỏi, mà bạn nào hỏi nhỉ? Ô bị trôi rồi. Cảm ơn Tiểu Vũ nhá. Không phải là lén lút đâu, mà là toàn bộ bị lấy mất ạ. Đúng không nào? Chứ còn không phải là lén lút đâu, Sokuri mà Sokuri là toàn bộ em ạ nhá. Rồi câu 13 của cô là gì đây nào? Cố gắng suy nghĩ nào. Cố gắng suy nghĩ xem liệu bác đáp án của bạn ấy sẽ là gì nhỉ mọi người. Sắt à, sonani. Sonani. Như thế kia. Nào, sonani nó có bao giờ là sonani sore ga hoshiku natte shimau không? Cái từ yoke lúc này á, chúng ta nếu mà chúng ta dịch như thế nhá thì chẳng có đáp án nào đúng cả. Nguyệt Nguyệt nhá. Sonani nó sẽ không thể nào đứng nếu mà cái nếu mà trong một cái câu mà nó đã hết nghĩa của như thế này đâu. Chúng ta không thể dùng như vậy được. Và yoke thì chúng ta cũng không nên dùng nó, chỉ có một nghĩa là dư thừa, dư thặng dư kiểu như vậy. Nào.
Có nghĩa là cô rất là mong muốn, mà cô mong muốn hơn cả cái điều cô mong muốn. Thế tại sao một cái căn phòng người ta bảo là đừng có vào, thì mọi người sẽ có cái niềm khao khát thôi thúc được vào, sự tò mò lên đến đỉnh điểm để vào. Để cho nào? Thế tò mò lúc này nếu mà chỉ tò mò bình thường ấy, thì đôi khi người ta vẫn có thể là thôi không vào nữa. Đôi khi người ta nói rằng là gì nhỉ? Thì thôi, cái đồ đấy chắc là không mua cũng được nếu mà mình chỉ thích vừa phải. Nhưng chứng tỏ là thích hơn cả thích. Đúng rồi. Tại vì là đây mới thực sự là cái bài mà các bạn mong muốn có. Hôm trước nhiều bạn bảo là ôi dồi ôi đề dễ thế, đúng không? Dễ quá cơ, nhất là thằng Phúc. Thằng Phúc lúc đấy nó bảo với cô là đề dễ thì nay thì đi thi phút mốt đúng không? Nhưng hôm nay thì cô đã hứa hẹn nhé, cô đã hứa là cô làm mà. Cô bảo là cô hứa là cô sẽ quay trở lại vào thứ hai, vào một cái bài mà nó đúng là một bài thi hơn, đúng như là nó đúng là một N2 hơn. Vậy thì lúc này này chúng mình sẽ đừng có dịch bạn ấy là dục kê của đáp án Sonani, nó không đứng ở đây được đâu ạ. Tại vì sao? Tại vì nó giống như kiểu nha, tôi muốn có một cái đồ như vậy, giống như thế. Thì thực ra là cái sự mong muốn lúc này nó chỉ ở vừa tầm thôi. Ví dụ như cô thấy là bạn nào Nguyệt Nguyễn có một cái quyền vợ rất là đẹp. Thế cô nói là ôi ta muốn có nghĩa là trời ơi ta muốn có một cái quyền vợ giống như của mày, đúng không? Kiểu như thế. Thế nhưng mà nếu mà cô mong muốn cái điều mà nếu càng bị nói này là không bao giờ tôi bán cho bạn đâu, dù mấy tỷ tôi cũng bán, thì người ta sẽ càng mong muốn, càng thôi thúc. Thì cái sự thôi thúc người ta phải lên đến nhiều hơn cả cái điều họ muốn rồi, thì người ta sẽ dùng cái từ dục kê. Đấy chưa nào? Dục kê lúc này nó không còn là sự dư thừa của đồ vật mà các bạn biết đâu ạ. Đấy chưa ạ? Mà dục kê này nó nằm ở trong cái cảm giác của nhiều hơn cả mức cần thiết rồi. Ví dụ như này, các bạn sẽ dùng nó như thế nào nhỉ? Các bạn có nhớ cái từ osewa ni narimasu mà hồi xưa các bạn hay dùng để nói rằng là hãy chăm sóc tôi từ bây giờ đúng không? Cô đây cả đầu sinh hoa nina dimas đúng không? Là đôi rồi rồi cựu này gầy mát. Thế thì bây giờ khi người ta nói là hay cái thằng đó dù kê nâu xe qua đã, có nghĩa là thằng đấy nó đang quan tâm ta một cách thái quá rồi, nó quan tâm đến mức dư thừa rồi, đến cái mức mà hơn cả cái điều ta mong muốn rồi. Các bạn hiểu không ạ? Thế thì nó hợp lý với đoạn này quá mà, hiểu không? Rồi ạ. Đó trường ạ, vì là cô hứa hẹn với các bạn thì cho nên là cô đành đúng không nào? Nhất định là phải có nó. Vì thế cho nên là đáp án của chúng ta chính xác sẽ là số 3 nhé mọi người. Khi các bạn đi thi này, các bạn gặp một cái câu nào mà cảm giác rằng là cái sự gì đó không nhất thiết phải là sự mong muốn, gì đó cũng được, đúng chưa nào? Chăm sóc cũng được này, mong muốn cũng được, tình yêu cũng được, hy vọng cũng được, mà nó nhiều hơn cái mức mà đáng phải cần thiết, được chưa nào? Hoặc là nó cảm thấy là lúc này không cần thiết nữa, hoặc nó hơi quá rồi, thì các bạn nên dùng cái từ ok này cho cô, được chưa? Nó dùng rất là nhiều đấy. Đó như cô nói đấy, ok nào xe hòa. Ôi ôi, anh ấy đang quan tâm tôi một cách thái quá đến mức độ tôi cảm thấy phiền rồi. Được chưa? Nào tiếp tục nào, dư dông băng. Dư dông băng của cô ở đây sẽ là gì nhỉ? Dare de mo là keji băng no riyo dekimasu. Nani nani đại gia cử nội dung thực tế đúng không? Kêu cầu Moratte nào, hãy đọc thật kỹ và hãy nói cho cô biết là ở cái câu 14 này của chúng ta nghĩa là gì ạ? Bất kỳ ai đúng không nào, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng cái thông báo này, cái bảng thông báo này, được chưa? Chỉ có điều là vui lòng hãy đến gì đó, đến văn phòng của trường để mà xin phép. Vậy thì chúng ta nên dùng cái phó từ nối câu nào? Có nghĩa là các em học sinh cũng dùng được, cô lao công cũng dùng được, đúng không? Các thầy cô giáo cũng dùng được, thậm chí là người nhà muốn đến nhắn với học sinh cũng được. Thế nhưng mà xin phép ở văn phòng nhá, rồi hãy dùng, chứ không phải là cứ thế mà đến mà dùng đâu. Vậy thì chúng ta nên cho là đáp án số mấy ạ? À, ok, đúng chưa nào? Đáp án chính là số 2, Tadashi. À, có bạn thương à? Thương sáng sonotame. À ok nhá, bởi vì là có bạn nói cái câu này nó là sonotame. Sonotame ở trong tiếng Nhật là do đó. Vì thế cho nên nó phải là một cái gần như là cái kết luận của một cái câu đằng trước. Do đó mà tôi không thể ngủ được trong nhiều ngày bởi vì có tiếng ầm ạ. Ví dụ như là bên nhà bên cạnh đang sửa chữa, thì cho nên là cô mới nói rằng là thì cho nên là tôi mới không ngủ được. Sonotame đúng không nào? Nemure nakata. Kiểu như thế, được không em? Hoặc là cô nói rằng là bởi vì là một lý do gì đấy mà cô rất thích nước Nhật hay cái nào nào đó, thế cho nên là tôi mới ở lại đây, đúng chưa nào? Ok chưa? Sonotame, đúng chưa nào? Sonotame ni watashi ga irun desu ne. Kiểu như vậy, nó nằm ở trong kết luận của một cái chuyện đằng trước. Mà cái này không phải là kết luận, cái này bạn ấy bảo rằng là ai cũng dùng được, nhưng mà nên xin, vậy thì phải là tadashi, đúng chưa nào? Chỉ có điều là ấy, hoặc là nhưng mà ấy, đúng không? Ok nhá.
Rồi có chỉ có điều là nên xin phép. Ok chưa nào? Ok ạ. À, quay xe à? Trang ơi đừng quay vội, đúng chưa nào? Rồi, à có một bạn cũng nói là em chọn satay được không? Satay ở trong tiếng Nhật nó giống như là cái gì nhỉ? Bạn ấy sẽ dùng ở trong trường hợp là và sau đây và bây giờ thì nó hay dùng bắt đầu để mở lời khi muốn nói một cái điều gì đó ấy. Ví dụ như cô nói là cô bắt đầu một bài khai mạc thì cô rất hay sắt tề gì đó đúng không, kiểu như vậy. Hay là cô bắt đầu định nói một cái điều gì đó, định đưa ra thông báo gì đó, cô sẽ sắt tề nhá. Kim Cúc ok chưa ạ? Sắt tề nó sẽ dùng như vậy nhá em. Rồi nào, tiếp tục nào, cho cô đáp án của câu 15. Câu 15 của chúng ta sẽ là gì đây nhỉ? Cô A bị ở cái máy điện thoại của cô A, để xem comment của các bạn bị đánh out liên tục. Cô cũng không hiểu tại sao. Đấy chưa nào? Rồi, nên là cô cứ bị kiểu out ra out vào. Sắt tề là đúng rồi, hoặc là mình định bắt đầu một cái câu chuyện, một cái gì đó nhá, thì mình sẽ dùng cái này. Rồi tiếp tục nào. Thực ra là chúng mình có cả cái câu mà hay dùng để đổi chủ đề hoặc là cái câu mà đổi hành động ấy, đó chính là sờ sờ kiểu như thế, chúng ta cũng hay dùng lắm, được chưa nào? Rồi khó nhỉ. Nào ở đây bạn ấy nói là bên kia no time ni sbra cứ sặc cáo ya mê rồi nó á nani nani, ý mình rằng là mình đã ngừng cái việc đá bóng trong một khoảng thời gian để mà làm sao nhỉ, để mà học, và mình cảm thấy nghe nghe là thấy là làm sao nhỉ, bạn ấy có thực sự mong muốn cái điều này không, chứng tỏ thực ra là bạn ấy rất là thích đá bóng đấy. Một khi người ta đã đá bóng chứng tỏ đây là niềm đam mê của người ta rồi, được chưa ạ? Vậy thì nikurashi, à bạn ấy cảm thấy rất là tiếc đúng không nào? Rồi nikurashi có đúng không, bạn ấy cảm thấy như thế nào nhỉ? Thực ra nikurashi á nó là sự, nếu mà em dịch là đáng tiếc thì nó cũng rất là đáng tiếc đấy, bởi vì là cái từ này nó còn kinh khủng hơn đáng tiếc, nó chính là sự tăng lên của chữ ghép, nó trong nằm trong chữ tăng đó mọi người, các bạn biết biết từ đấy không ạ? Nikurashi thực ra là nó sẽ nói về cái việc là đáng ghét hoặc là tao cảm thấy ghê tởm mà. Thế thì hành động mà mình cảm thấy rất là ghê tởm, mình động mình rất là đáng ghét, mình sẽ là gì nhỉ? Nikurashi furumayo suru. Được chưa nào? Trời ơi, tao cảm thấy cái hành động đấy thật là kinh khủng, thật là đáng khinh, kiểu như vậy, thật là không vui. Vậy thì nào, chúng ta cảm thấy tiếc nuối ở cái chỗ là tôi cảm thấy rất là khổ sở, tôi cảm thấy tiếc nuối ở cái churai. Đáp án phần lớn của các bạn đều đúng, được chưa nào? Nhung Nhung này, Ali Dương này, được chưa nào? Ok, Trang Thu này, Nguyệt Nguyễn này, chính xác nhá. Tôi cảm thấy buồn lắm, tôi cảm thấy đau khổ lắm, đúng không nào? Rồi, chính xác nhá. Phải là sang bang, đúng không? Phải như vậy nhá. Kibishi đâu khó hẳn là buồn đâu, kibishi là sao? Cảm thấy kiểu khó khăn, đúng không nào? Rồi ạ. Chắc đọc nhầm một chút, đúng không? Nguyệt Nguyễn hơi đọc nhầm một chút, hà khắc khắt khe chứ. Còn cái sabishi mới thấy cái là buồn cô đơn chứ, đúng không? Nào, tiếp tục nhá. Sang đến câu 6 của cô nào, câu 16 là gì đấy? Zero cứ bằng. Kesa, katte kita orange wa iro wa kire na no ni tabete mitara nani nani mazukatta. Ý của bạn này đang nói về cái việc rằng là cái quả cam mà mình mua về từ sáng nay á thì màu rất là đẹp, đúng không nào? Thế mà khi mà mình bổ ra mình ăn thử á, đúng không? Thì không ngon mà dùi. Đúng như là mà mazukatta, không ngon. Vậy thì nào, tại sao một cái quả cam nó không ngon? Thực ra quả cam chỉ có hai loại để nói là nó không ngon, một là nó bị nhạt vị nhà mọi người, hoặc là nó bị chua, hoặc là nó bị ủng rồi. Thế nhưng mà đại khái ở đây nó đều không có những cái từ đó, nó không đều đều không có những cái từ như ủng này, không có từ như bị nhạt vị này, mà nó có đúng một cái từ mà cô vừa nói đến thôi, đó chính là gì ạ? Đấy, để đánh giá một cái quả cam không ngon, đó chính là bị chua. Đúng không? À, có 16 á, nigakite. Nigai là đắng mà. Thực ra là cam mà đắng là nó cũng hơi lạ đúng không nào? Nó mình sẽ tất nhiên này, bảo là em đã từng mua phải có một quán cam đắng, nhưng phần lớn á, tất nhiên là trong những câu tiếng Nhật người ta sẽ lấy những cái mà đại đa số nhiều hơn, còn cái thiểu số thì rất ít, mà đại đa số ở trong một cái quả cam ấy thường là nó sẽ bị nhạt này. Nó sẽ bị ủng này, đúng không? Hoặc là nó sẽ bị chua, và để đánh giá là chứng tỏ là nó không có ngon. Một quả cam ngon phải là một quả cam ngọt chứ. Đúng chưa nào? Đúng rồi, rất là nhiều bạn bảo là em cũng đã từng mua được quả cam bị đắng, nhưng mà lấy đâu ra mấy khi quả cam nó bị đắng đâu, người ta sẽ phải lấy cái đa số nhiều hơn là thiểu số chứ, đúng không nào? Lấy ra mà cam có vị đắng, em ăn cả vỏ à? Chỉ có ăn cả vỏ và mình thấy bị đắng quả đó thôi, đúng không nào? Vì thế cho nên là ở đây sẽ là gì nhỉ? Spaghetti, spice, nó sẽ là chua quá, không ngon, đúng không?
Cam thì thường hay là ngọt và chua thôi, thiên hướng thôi. Vậy thì giữa cái vị đắng mà ít khi nó có, không phải bạn nào cũng đã từng ăn một cái quả cam có vị đắng đâu, và một cái quả cam có vị chua thì có lẽ là vị chua đa số hơn nhỉ. Nên là mình sẽ chọn vị chua nhá. Đừng có cãi cùn kiểu kiểu gì chả có cam đắng đúng không? Đấy chưa nào? Nào tiếp tục nào, câu 17 nào. Duyên là na bằng. Đó, tất nhiên là người ta đưa ra một cái câu mà hai có hai cái đáp án thì cái đáp án nào nó đa số hơn thì người ta sẽ chọn nhiều hơn là cái đáp án thiểu số chứ. Nào, Saikin no kuruma ni wa iroiro na ga chuite de, ý rằng là những cái chiếc xe hơi dạo gần đây, những chiếc ô tô dạo gần đây đúng không nào? Nào thì người ta đã gì đó gắn cho nó. Chữ kimat là gắn này, trang bị cho nó rất là nhiều những cái gì à mọi người? À, có bạn hỏi cô là nigai với cả shibui à? Rồi ạ, à, shibui ở trong tiếng Nhật nó là vị. Thực ra là nó không hẳn là nó chỉ mỗi vị đâu. Tất nhiên là nó có vị, có nghĩa của sự đắng, cay đắng. Nó có cả vị chát nhá, bé nhá. Chiên chiên. Thậm chí là shibui đôi khi là nó còn nói với cả cái vẻ bên ngoài, ngoại hình của một con người khi đang cau có. Ví dụ cô Hoa kiểu, em ơi sao bà này cau có thế? Đúng không? Mặt lúc nào cũng cau 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 kiểu như thế ấy, nhá. Còn nigai là nó chỉ nói về mỗi vị thôi, là sự đắng thôi, đơn giản như vậy thôi. Được chưa? Còn cái này thì đúng là cái shibui là đôi khi cũng có vị đắng, nhưng mà ít khi là người ta nói về cái cảm giác ở trong miệng của mình khi mình uống thuốc hoặc là khi mình ăn phải lắm bé nhá. Nào, câu 17 của cô sẽ là gì nhỉ? Có bạn chọn số 1, phần lớn là chọn số 1 của trang thiết bị, và có bạn chọn số 3. Vậy thì cô xin phép được trả lời của bạn. Bạn số 3 đó là gì đây ạ? Đó, các bạn cứ trả lời sai thì cô sẽ lấy cái câu sai đấy. Đó chính là Yoto. Yoba của chúng ta là Yoto. Yoto là sự sử dụng. Ví dụ như là, à, có rất là nhiều cách sử dụng khác nhau. Iroiro na yoto, chắc là bạn hiểu lầm là đến đây thôi là đúng này. Có nghĩa là bây giờ ô tô thì có rất là nhiều cách sử dụng khác nhau à. Nhưng mà thực ra nó còn có cái chữ kimat của gắn vào, trang bị vào mà em. Vì thế cho nên là không thể nào chỉ có yoto được nhá. Hay là ứng dụng đi, cái từ yoto này còn có nghĩa của ứng dụng. Nó sẽ được ứng dụng ở trong tương lai. Thì lúc này người ta sẽ dùng cái từ yoto này là kongo, trong câu chuyện của tương lai nhá. Kongo no yoto. Được chưa nào? Nó kiểu như vậy nhá bé nhá. Vì thế cho nên là đáp án không thể là số mấy nhỉ? Không thể là số 3 được, mà chỉ có thể đúng rồi ạ, chính là số mấy nhỉ? Chính là số 1. Đúng chưa nào? Của trang thiết bị. Eo ơi, dạo này ô tô được trang bị nhiều thứ lắm. Đúng không nào? Các bạn có xem Fast and Furious không? Eo ơi, nó ô tô nó không còn là cái ô tô nữa rồi, nó là Sochi, đúng không nào? Trang thiết bị. Ok chưa? Sochi, trang trí, trang thiết bị nhá. Nào câu 18 của chúng ta này, yo yo. Nào chúng mình cùng đọc nhá, xem câu 18 của chúng ta là cái gì đã nào. Ở đây là gì nhỉ? Yo yo gì à mọi người? Nào bắt đầu nhá, cô đang đọc đáp án của các bạn. Nào, yo yo ga Wakagumi đúng không nào? Wakagumi là ở đất nước của tôi đúng không nào? Đề mộ. Tsuki ni nani nani uchiageru koto ni natta. Ý của bạn này nói rằng là bạn ý đang nói gì đấy? Ok. Nào, ở đây bạn ý đang bảo rằng là cái phải nhảy lên để lấy lại cái comment của các bạn. Các bạn cứ bị từ nãy giờ cô Bi Hoa bị đẩy ra không biết bao nhiêu lần rồi nên cô hoàn toàn không thể đọc được comment của các bạn liên tục. Cô lại phải vừa vào lại từ đầu rồi đây này. Rồi ạ. Đã đưa tên lửa lên mặt trăng à? Đúng rồi. Ý của người ta nói rằng là cuối cùng thì đất nước của tôi hoặc là đất nước tôi thì cũng sắp bắn được tên lửa lên mặt trăng rồi mọi người ơi. Đúng chưa nào? Rồi ạ, sắp bắn được tên lửa lên mặt trăng rồi. Vậy thì nó chính là gì nhỉ? Rocket. Đúng không? Đưa được cái rocket tổ lên mặt trăng rồi. Ở rất là nhiều. Số 18 của các bạn. Có bạn chọn là số 2 của rocket tổ, có bạn chọn là số 3. Đúng không? À số 3 là rocket tổ á. Nào, rocket tổ là một cái từ có lẽ là không đúng lắm đâu, đúng chưa nào? Và nếu mà nó có trong tiếng Nhật ý thì rocket tổ nó là rocket rocket à, nó là cái vợt em ạ.
Được chưa nào? Nó là cái vợt dùng để chơi á, để chơi cầu lông, hay là cô không rõ là cái racket này nó dùng để chơi cầu lông hay chơi tennis nhỉ? Có lẽ là để chơi, nếu ở nước ngoài thì chắc là chơi tennis nhiều hơn, đúng không? Chơi tennis sợi nhiều hơn nhá. Racket tụ á, là cái vợt để các anh chơi chơi quần vợt đi, họ chơi. Tại vì cô Hoa nói thật là thể thao cô Hoa dở ẹc. Thế cho nên là cô Hoa không được giỏi lắm mấy cái từ liên quan đến thể thao quần vợt đâu, nhưng mà nôm na là cô nhớ nó chính là một cái vợt dùng để chơi mấy cái đó. Ok chưa? Nên là không thể nhá, người ta bắn là bắn rocket lên trên mặt trăng chứ. Làm sao mà mang cái vợt lên mặt trăng được? Đúng chưa? Nào câu 19 nào. Đó, câu 19 nào. Câu 19 của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Sen jitsu no kokusai koryu batti niwa nani nani no nakazu no hitobito ga sankashite nigiyaka data. Được chưa nào? Rồi. Ý của bạn này trong bạn là trong cái câu này rằng là bạn ơi, trong bữa tiệc giao lưu quốc tế, đúng chưa nào, hôm trước ý, hôm trước xảy ra rồi nhá, đã có làm sao nhỉ, một số lượng người như thế nào đó tham gia, đúng chưa nào, nên là nó rất là nigiyaka, nên rất là vui, rất là nhộn nhịp mọi người ơi, được chưa? Bây giờ em tưởng từ rocket mà Phúc Nguyễn nói là gì à? Ôi đồ, hôm nay không có ông Phúc để cãi nhau với trường đúng không? Trường một mình một độc cô cầu bại đấy. Được chưa? Thực ra là cô Hoa dở trong mấy cái như S400 là gì lắm, giải thích hộ được không? Được chưa nào? S400 có phải là một cái gì đấy? Tại vì cô đang nói từ quần vợt, có phải là S400 là một cái mã hiệu của cái vợt đấy không hả Khang? Cô dở lắm, đừng đừng kiểu như là đưa những cái từ kiểu liên quan đến mấy cái thể thao này, đúng không, các thứ vào là cô chỉ đoán được thôi nha. Rồi ạ. À, trường hôm nay độc cô cầu bại đúng không, chỉ mong là có người cãi nhau cùng. Trong bữa tiệc giao lưu quốc tế này hôm trước thì đã có một gì đó số lượng người tham gia, thế cho nên là vui lắm luôn. Vậy thì phải là số lượng người tham gia làm sao nhỉ, cũng đáng kể đấy, cũng được đúng không nào. Ở đây của chúng mình chính là gì đấy, nó nằm trong chữ xô gì nhỉ, xô tổ đúng không nào. Sô tổ nó nằm trong cái việc là tương đương, nhiều nhiều, khá khá, đúng không? Và chúng ta sẽ nằm ở trong cái sự so sánh nữa, đúng không? Ừ, sô tổ là đúng chưa nào? Sự nhiều nhiều lại cũng khá khá đấy, cũng được đó. Nên đáp án ở đây của chúng ta sẽ là số mấy nhỉ? Chính là số mấy nhỉ? Số 1 đúng không? Chính xác. Ok. Okay, số 1 nhá, Sotona, chính xác rồi. Sotokazu đúng không, là tiểu vũ sàng nhỏ, nó luôn luôn là đi kèm với nhau. Có bạn chọn số 3 à, Đức sàng chọn số 3 đúng không. À, ok, cô sẽ xin phép được giải thích từ số 3. Từ số 3 của chúng ta ở đây là gì ạ? Nó nằm ở trong từ kyodai. Kyodai là sự đồ sộ, sự khổng lồ ấy, đúng không nào. Và nó nằm trong từ kyodai na kagu. À, gác gác cự, sorry. Được chưa nào? Kyodai gác cự là sự khổng lồ to đùng to đại ấy, mọi người hiểu không? Hay là nếu mà cô nói thì sẽ là nói là kyodai là cái nói rõ rạc lên nào. Kyodai na koe, được chưa nào? Nói rõ rạc lên, nói to lên, kiểu như vậy. Chứ không không thể ở đây được nhỉ. Làm sao có chuyện là số lượng người to đùng, đúng không? Nếu thế thì phải là oje chứ, oito chứ, đúng không? Ở đây chỉ có thể là số lượng người cũng khá khá thôi, đáng kể đấy. Ok chưa nào? Rồi, tiếp tục nào. Số 20 của cô sẽ là gì đây hả mọi người? Câu 20 ạ. À, bạn ấy nói rằng là Akare no tennis no, vừa nói cái quần vợt ở trong đúng không? Racket tổ ở trên, xong tennis sự xuất hiện luôn. Như nào? No de wa subarashi. Nani nani kino no shiai de wa, đúng không? Dare mo kare ni wa nani nani gì đó. Đúng không nào? Ha gá chứ, ha gá nani nani gì đó. Thế thì bạn ấy đang nói là Kare no tennis no ude wa subarashi. Ở đây rằng là anh ấy làm sao hả mọi người? Các bạn có thể dịch được câu này không? Cái kỹ năng ude hôm trước chúng ta vừa gặp này, chính là hôm thứ sáu khi mà mình đang nói với nhau là khi người ta dùng cái từ gì để người ta nói về cái khả năng, theo kiểu người ta gọi là khả năng tay nghề của một người nhỉ, sự khéo léo, sự giỏi giang liên quan đến tay nghề nhỉ, kỹ năng nhỉ, đó chính là từ đề này đúng không. Vậy thì anh ấy là một người chơi tennis rất là tuyệt vời, cái kỹ năng chơi tennis của anh ấy rất là đẳng cấp, đúng chưa nào. Và cái từ ha lúc này có phải là đánh răng không,
có phải liên quan gì đến đánh răng không? Thế cho nên là cái trận đấu của ngày hôm qua thì bất cứ ai thì cũng, đây là một cụm ạ. Chúng ta phải dùng được cái từ ha này đi cùng với cái từ gì đó để thể hiện rằng là không ai gì đó anh ấy. Nào, nó không phải răng miệng gì đâu mọi người nhá. Đừng hiểu lầm. Rồi ạ. Đáp án của câu số 20 của chúng ta giỏi, đó chính là Tatanakata, được chưa nào? Nó chính là không ai bắt kịp được anh ấy, được chưa nào? Chính xác ạ. À. Hagatatanai này chính là không thể sánh bằng, được chưa nào? Hoặc là nhiều bạn bảo thế thì mình có thể nói ra từ khó nhai không? Ừ, khó ăn thằng đấy lắm ấy. Được em, được chưa nào? Anh ấy là một người rất là giỏi chơi tennis, thế cho nên là không ai ăn được anh ấy đâu, được chưa nào? Chính là không thể sánh bằng được nhá. Hagatatanai này. Nhiều bạn bảo ủa tự dưng đang đang nói đến kỹ năng của anh này nói răng miệng làm gì vậy? Bởi vì đây là một cụm từ vựng ở trong tiếng Nhật nha mọi người. Hagatatanai chính là không thể sánh bằng được. Ok chưa? Rồi cố gắng nhá. Và đây là Hagatatanakata bởi vì hôm qua là câu chuyện của ngày hôm qua. Cho nên là không ai sánh bằng anh ấy. Đúng không? Chính xác. Nào tiếp tục nào. Câu 21 của chúng ta này, Snow Toki. Lúc đấy mình làm gì bây giờ ạ? Snow Toki no koto Yujin ni hanashite moratte yatto sensei no gokai ga. Được chưa nào? Rồi, gokai. Bạn ấy đang nói về cái việc là vì đã được một cái đứa bạn ý, nó nói chuyện lúc đó, nói chuyện nói hộ cái chuyện lúc đó dùm, cho nên là mình cũng đã giải tỏa được. Cuối cùng thì giặt tội này xuất hiện này, nó chính là cuối cùng của kết luận của một cái chuyện gì đó này, đúng không? Thì cuối cùng thì mình cũng đã gì đó được cái hiểu lầm của cô giáo rồi. Là gì nhỉ mọi người? Tháo gỡ, đúng không? Tháo gỡ được cái khúc mắc trong lòng cô, tháo gỡ được cái sự hiểu lầm của cô, giải tỏa được hiểu lầm của cô. Răng đứng lên là nó cười à? Thế thì đó chính là gì nhỉ? Gokai ga tokeru, đúng chưa nào? Toketa đã tháo gỡ được cái sự hiểu lầm trong lòng cô giáo của tôi rồi. Ok chưa nào? Rồi ạ. Nào tiếp tục này. Câu 22 của chúng ta sẽ là gì? Giải tỏa chính xác rồi Bùi Trường nhá. Nguyệt Nguyễn, arigato tadashii desu ne. Rồi mọi người, sekai ne. Sekai desho. Tất cả mọi người đúng rồi ạ. Nào, Nijuni bang. Bạn ấy đang nói và Wakai no dakara ato de nani nani yori ima yaritai koto yatte mite wa do desu ka? Ý bạn ấy đang nói rằng là vì là con trẻ đúng không? Thế cho nên là mình hãy tự làm những gì mình muốn đi, hơn là ngồi đấy xong rồi nói rằng là sao? Tiếc lắm đúng không nào, hơn là hối tiếc về sau này đúng chưa nào. Thế nên nó bảo đô đấy cả, mày cảm thấy thế nào nếu mà bây giờ mày còn trẻ mày dám thử sức đi để về già mày đỡ nói rằng là mày hối hận đúng chưa nào. Đó chính là gì nhỉ mọi người, mình sẽ gì đây ạ? Nó sẽ là từ nào nhỉ mà nó thể hiện được cái vai trò đấy ạ? Hơn là sau này mày tiếc nuối nào, hơn là sau này mày cứ kêu là ôi rồi ôi biết thế thì nào, được chưa nào. Mình còn trẻ thì mình càng vui đúng không? Mình càng phải thử sức hơn chứ. Đấy lúc này đó chính là kuya mở của sự hối hận rồi thì kuya mở rồi thì đúng chưa nào? Hối hận nhá, hối tiếc nhá, đúng không nào? Rồi chính xác. Được chưa? Ví dụ như là mình sẽ có tiếc nuối vì mình đã thất bại thì sẽ là gì nhỉ? Shippai wo kuya mở, đúng không? Kiểu như vậy. Thì các bạn có biết cái từ đau buồn thầm kín trong tim không? Đấy, thỉnh thoảng kiểu như là đột nhiên cứ chạy đến từ nào cô Hoa lại bị kiểu mấy cái từ xến xến nó nhập ấy. À, biết nó gì không? Cái từ đấy như nào nhỉ? Kokoro no naka de, đúng không nào? Hisoka ni kuyamu. Đấy, người ta nói sẽ như thế đấy mọi người. Kokoro no naka de hisoka ni kuyamu. Nó chính là gì nhỉ? Tôi đang có một nỗi buồn thầm kín, đúng không nào? Đó, kiểu như vậy á. Kuyamu. Chưa nào? Tại vì là có vẻ như là học sinh rất là thích nói về cái chủ đề đó, vì thế cho nên là đột nhiên cứ thỉnh thoảng có mấy cái câu sến rện xuất hiện trong đầu và cô Hoa lại phải nói ra cho các bạn ngay. Chỉ là thỉnh thoảng thôi, đụng đến từ nào nói từ đó thôi nhá. Chứ bây giờ bảo cô Hoa là cô Hoa ơi, làm nào để tán một người bằng tiếng Nhật ý, thì cứ inbox riêng rồi cô dạy cho một bài trường văn. Nào, kanozo no kaisetsu wa taihen chấm 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 ô. Đó nào, iru no de wakari yasui. Ý của bạn này đang nói rằng là cái lời giải thích của cô ấy, thấy chưa, cái lời giải thích của cô ấy ấy tay lúc này là rất vô cùng gì đó, vì thế cho nên là dễ hiểu lắm đúng không nào.
cái cô đấy giải thích rất là sao đó, thì cho nên là dễ hiểu cực. Thế nó là gì nhỉ? Đáp án của chúng ta sẽ phải là số mấy ạ? Án của chúng ta sẽ là số mấy ạ mọi người? Đại khái là cô ấy có dài dòng không? Cô ấy có nói nhiều về chi tiết không? Nếu mà nói dài dòng thì làm sao mà dễ hiểu nổi, đúng không nào? Và chúng ta có một cái từ đó chính là từ vô gì nhỉ? À ế, 23 của cô đáp án là gì đây ạ? À? Minh Đức. Minh Đức chưa nói hết kìa, đúng không nào? À 23 là một hả? Rồi cô nhận một đáp án là một, nhưng thực ra là không có phải đâu, được chưa nào? Rồi cô sẽ giải thích cả bốn đáp án này cho mọi người nhé. Các bạn bắt đầu kiểu bị hơi hơi, đúng không nào? Rồi hơi hơi bị nhầm nhầm rồi. Số 1 của cô ở đây, đáp án số 1 sẽ là vô tên. Vô tên là điểm trọng yếu, rất là trọng yếu à? Thế cho nên dễ hiểu à? Cái lời giải thích của cô ấy này, nó có một cái điểm yếu, yếu điểm và trọng yếu à? Điểm trọng yếu là cái điểm mà người ta đánh vào là chết đấy mọi người. Đúng không nào? Không được nhá. Rồi số 2 của cô sẽ là gì đây? Những bạn khác đang đọc hả? Rồi số 2 của cô sẽ là yoso. Yoso nó sẽ là yếu tố, một cái yếu tố khách quan nào đó, một cái nhân tố gì đó, đúng không? Càng không được. Nào, số 3 của cô sẽ là gì ạ? Số 3 ở đây là gì mọi người? À yoshi. Yoshi là cái sự cần thiết, cái cốt lõi, sự tóm lược, có vẻ cũng được này, đúng không nào? Nhưng mà thực ra ấy, nó chỉ nói về những cái điểm chính thôi. Nếu mà một lời giải thích chỉ có điểm chính thì có dễ hiểu không? Thực ra là cũng được, nhưng mà nó sẽ nói theo kiểu một cái lời còn dễ hiểu hơn nữa, đó chính là số mấy nhỉ? Đó chính là số 3 hay là số 4 ạ? Số 4 của cô nó có một cái từ này. Số 4 của cô chính là từ gì ạ mọi người? Cái lời giải thích của cô ấy rất là yorio, có nghĩa là rất là đủ này, rất là khái quát, rất là ngắn gọn. Nó rất là đề cương ấy. Các bạn hiểu không? Nó rất là ngắn gọn, nó rất là khái quát, thế cho nên rất là dễ hiểu. Vậy thì giữa cái chỉ có điểm trọng yếu và một cái là rất là ngắn gọn thì các bạn nghĩ là đáp án số mấy? Đó chính là đáp án số 4 của Yorio. Được chưa nào? Rồi nhá. Nhưng mà Yorio này mọi người ạ, à, mà lỡ chẳng may nó đi cùng với quà rươi, tại vì nó quá hời hợt, nó quá ngắn ấy, nó chỉ là cái đề cương thôi, mà có một cái cụm ở trong tiếng Nhật người ta gọi là Yorio gá quà rươi, chính là kỹ năng xử lý công việc tồi, hoặc là gọi người ta gọi là kỹ năng thủ thuật rất là kém, hiểu không nào? Nên là cố gắng dùng một cách chính xác nhé. Thế mới cần phải học người Nguyễn ạ. Thấy chưa nào? Nếu mà bây giờ mà nó dễ quá thì chúng ta còn học làm gì? Thấy chưa nào? Chúng ta sẽ cố gắng nhé để mình học luôn ạ. Nào tiếp tục này, mong là sau buổi hôm nay thì các bạn đã học được một đống từ, đúng không nào? Các bạn đã học được nhiều từ hơn là mà các bạn mong đợi. Nào, Nihon ga Kanemochi, rồi đại gia đại gia. Ninatta to iwarete mo, Nihonjin no sekatsu nani nani wa mada mada, đúng chưa nào? Takato chú quá iemasen. Ý của cái câu này rằng là mình vừa cố gắng này, mình vừa đọc và mình vừa dịch luôn ở trong đầu của cô này, là mặc dù là nước Nhật được cho là một đất nước của rất là giàu có, đúng không nào? Là như vậy, nhưng mà cái thực ra cái cuộc sống hay gọi là cái mức sống của người Nhật thì vẫn làm sao, thực ra là chưa cao. Nếu mà các bạn có biết không, đó là ví dụ như ở nhà các bạn nhé, bố mẹ các bạn có mấy tỷ ở trong ngân hàng, đúng không? Có vài mảnh đất ở quê ở đây ở Hà Nội rồi các thứ ở các tỉnh, thậm chí là có nhiều nhà chỗ nào cũng có nhà luôn, đấy chưa, bố mẹ có chục tỷ trong ngân hàng. Nhưng ở Nhật ấy không có chuyện đấy đâu, đúng không nào? Người ta cày cả đời người ta không bao giờ có nhiều tiền đến như thế, và còn nếu mà có đi chăng nữa thì người ta cũng dùng để người ta đi vào viện dưỡng lão, đúng không ạ? Kiểu như vậy. Nên là ở đây là gì nhỉ? Tuy đất nước Nhật là một cái đất nước được gọi là ui đất nước giàu có thật đấy, nhưng mà người Nhật, cuộc sống của người Nhật thì làm sao nhỉ? Nó chưa hẳn cao đâu. Thế thì lúc này chúng ta sẽ có cái từ gì ạ mọi người? Đó chính là đáp án số số mấy nhỉ? Mức độ tiêu chuẩn của người Nhật thì chưa cao, mức độ cuộc sống. Rồi ạ, à, nó chính là Suijin, đáp án chính là số 2. À có bạn bảo là số 1. Vậy thì tiếp tục cô lại giải thích tiếp những cái từ của số 1, à, là từ của câu 24, Niyuyong. Nào, số 1 của chúng ta đó chính là Kijun. Kijun là quy chuẩn, là tiêu chuẩn, ví dụ như là tiêu chuẩn rõ ràng, tiêu chuẩn nhất quán. Đấy chưa ạ? Tiêu chuẩn rất là rõ ràng thì cô nói rằng Kijun ni tai suru mekaku na, được chưa nào? Kiểu vậy, make các cái là kijun, hay người ta gọi là
Kangshitakijun có nghĩa là tiêu chuẩn nhất quán của một cái vấn đề gì đó. À, tiêu chuẩn dùng để đánh giá thì người ta sẽ gọi là Handanakijun, được chưa? Handanakijun, được chưa nào? Thế nên cho nên là ở đây ý, thì chúng ta không thể dùng cái từ này ở trong cái việc là mức sống sinh hoạt của người Nhật. Được chưa nào? Cái từ số 2 của chúng ta mà nhiều bạn chọn ý, nó chính là gì đây ạ? Nó chính là Suijun. Suijun là mức độ. Mức độ. Và nếu mà người ta nói về cái sự cân bằng đi thì người ta sẽ nói là Suijun Sokuryo. Được chưa nào? Hay người ta gọi là trình độ, cấp độ, mực nước ấy. Thế sẽ là gì nhỉ? Mực mực thước, đúng chưa nào? Đó, Suijun. Rồi, số 3 của cô chính là mức sống, chính xác. Rồi ạ. À. Nào, nó đi cùng với CK chữ Suijun chính là mức gì ạ? À? Mức sống. Nào, từ số 3 của cô sẽ là Kibang. Kibang là cái cơ sở nhá mọi người, cái nền móng, cái cơ sở. Ví dụ như là chúng ta có cơ sở bên trong quần chúng của chúng ta có cơ sở hạ tầng kiểu kiểu như vậy thì người ta sẽ nói là ta siêu te kijun kiểu à, kibang chứ. Người ta gọi là gì nhỉ? Cô nhớ lại cái từ đấy một chút nhá. Nó gọi là ta siêu te kibang. Được chưa nào? Nó chính là cái từ này, cơ sở hạ tầng kiểu như vậy. Nào tiếp tục này, và số 4 của cô, được chưa nào? Có thể là nhiều bạn không chọn đâu nhưng mà thôi cô đã giải thích thì cô sẽ giải thích hết. Nó chính là Hyojun. Hyojun chính là gì nhỉ? Nó là hạn mức, đúng không nào? Ví dụ như là cái anh ấy hả ở cái điểm sàn nó hơi thấp hoặc là cái hạn mức của anh ấy hơi kém ấy thì người ta sẽ gọi là gì nhỉ? À, Hyojun Ika, dưới cái mức độ cho phép kiểu kiểu như vậy. Ok chưa? Khó. Đáp án 1 đó dùng trong điểm chuẩn thi á, nếu dùng trong điểm chuẩn thi thì phải là đáp án 4 nhá em. Đấy chưa nào? Sự tiêu chuẩn kém ấy, tiêu chuẩn cho phép đánh giá sự tiêu chuẩn khác nhau ấy thì người ta nếu mà các bạn muốn dùng thì các bạn nên dùng từ Hyojun của cái cuối cùng này này. Nào chưa ạ? Rồi. Cảm ơn các bạn. Thật ra là cô mong là hôm nay cái buổi live của cô nó sẽ có khá khá nhiều đúng không? Từ mà các bạn quan tâm và sẽ là một vài từ mà để khiến cho các bạn đủ để các bạn học hỏi. Thì vài buổi sau thì cô sẽ lên bạn mong muốn dù sao không? Cô sẽ đang nghĩ như vậy thôi, còn cô chưa, thực ra cô, mỗi lần là lên là cô sẽ chuẩn bị bài trước một chút. Không chuẩn bị về về từ kiểu nghĩa nghĩa gì đâu, thì cô muốn là các bạn làm sai đến đâu thì cô Hòa phải bắt đầu làm đến đó thôi. Còn đâu là cô Hòa sẽ lấy trong sách á, những cái sách mà kiểu như là dùng để đi thi hoặc là những cái đề thi của các năm. Có những cái câu ở đây chắc là nhiều bạn sẽ nhận ra là nó sẽ rơi vào cái đề thi của các năm nữa thì cô Hòa sẽ chữa trực tiếp cho các bạn luôn. Được chưa nào? Rồi, và đến giờ này thì cô Hòa vẫn ấp ủ có một cái buổi live về dầu sao cho các bạn. Thì nếu mà các bạn thực sự mong muốn thì là hôm sau cô sẽ lên. Được chưa nào? Cô sẽ dạy các bạn những cái tip là làm sao cảm giác là nó không khó như bạn nghĩ đâu. Được chưa? Rồi, hẹn các bạn lại các bạn vào buổi live ngày thứ tư. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã khen và vì đã xem đến giờ này nhá. Những bạn nào chưa ăn cơm thì mong là các bạn sẽ có một bữa ăn cơm vui vẻ và ngon miệng hơn sau cái buổi này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại vào thứ tư nha. Mata suyobi.